Xin chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình câu chuyện cuộc sống của đài phát thanh truyền hình Lào Cai. Trước khi đến với nội dung của trò chuyện ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự ngắn sau đây. Những ngày này, tại nhiều chốt kiểm soát Covid-19 hay những khu cách ly trên địa bàn tỉnh, luôn có màu áo xanh thanh niên cùng túc trực với các lực lượng chức năng để làm nhiệm vụ kiểm soát, phòng chống dịch bệnh. Đáng trân trọng là trong số này có nhiều bạn trẻ đã viết đơn tình nguyện để công hiến sức trẻ vào công tác phòng chống dịch nữ phó bí thư đoàn phường Bình Minh Vi Thị Huế dù còn nhiều vướng bận chuyện gia đình nhưng vẫn không thở ơ trước tình hình dịch bệnh. Từ năm 2020 đến nay, cả 3 lần thành đoàn thành phố ra lời kêu gọi thanh niên tình nguyện tham gia vào công tác phòng chống dịch tại chốt kiểm soát km 237, cao tốc nội bài Lào Cai. Vi Thị Huế đều đăng ký tình nguyện tham gia. Dù có nguy cơ nhiễm bệnh, vất vả, thiếu thốn, nhưng Vi Thị Huế và hàng trăm đoàn viên thanh niên khác trong toàn tỉnh vẫn đang ngày đêm dốc sức với mong muốn đẩy lùi dịch bệnh mang lại cuộc sống bình yên cho tất cả mọi người. À, vâng, quý vị và các bạn vừa theo dõi phóng sự ngắn vừa rồi thì cũng đã nhận ra nhân vật của chương trình ngày hôm nay là ai rồi đúng không ạ? À, vâng, xin được giới thiệu bạn Vi Thị Huế, Phó Bí thư Đoàn phường Bình Minh, thành phố Lào Cai. Huế hãy giới thiệu một chút về bản thân mình để Thúy Linh cũng như là quý khán giả có thể làm quen với bạn. Chào MC Thúy Linh. Chào quý vị đang xem đài. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Vi Thị Huế, hiện đang là phó bí thư đoàn phường Bình Minh. Gia đình tôi thì đang sinh sống tại tổ 20 phường Phong Hán và bây giờ thì tôi đã có hai cháu nhỏ. À, cảm ơn Huế. À, theo dõi phóng sự ngắn vừa rồi thì à, tôi được biết là Huế cũng đã có 3 lần đăng ký tham gia tình nguyện và công tác phòng chống dịch tại chốt kiểm soát km 237 cao tốc Nội Bài Lào Cai. Và điều gì đã thôi thúc khiến bạn có được cái quyết tâm như vậy? Dạ vâng ạ nói về sự quyết tâm thì có lẽ là với tinh thần của đoàn viên cũng như là câu nói của chủ tịch hồ chí minh dành cho đoàn viên thanh niên đó chính là đâu cần thanh niên có việc gì khó có thanh niên thì tôi nghĩ rằng là với một đoàn viên thanh niên thì mình sẽ phải làm gì cho thành phố lào cai xinh đẹp cũng như là cho cộng đồng và lý do thứ hai nữa đó chính là bản thân tôi qua các kênh truyền hình truyền thông thì cũng đã được chứng kiến cũng như là được xem rất là nhiều những cái hình ảnh của các bác sĩ rồi bộ đội và công an ở nơi tuyến đầu ở những những nơi đó thì công việc người ta cũng rất là vất vả và người ta cũng sẽ đang cố gắng từng ngày để hoàn thành tốt cái nhiệm vụ được giao và cái điều đó thì đã là cái động lực to lớn để một người mẹ hai con gác lại công việc gia đình để mà tham gia vào công tác phòng chống dịch tại chốt kiểm soát đúng không? Và khi đó thì Huế sẽ phải làm cái công việc gì tại chốt kiểm soát? Và về cái thời gian đó thì lần đầu tiên tham gia đó là vào tháng 3 năm 2020 thì tại thời điểm đó thì lực lượng đoàn viên thanh niên cũng như là bản thân tôi là sẽ giúp đỡ người dân đi qua chốt kiểm dịch để khai báo y tế này rồi đo thân nhiệt và phối hợp với các lực lượng khác để kiểm tra cũng như kiểm soát tất cả các hành khách ngồi trên xe ô uh, tô khi mà đi qua chốt kiểm dịch bởi vì là không phải là hành khách nào hoặc là lái xe phụ xe nào người ta cũng có ý thức là xuống để tự khai báo không phải ai cũng có tự giác và chúng tôi cũng đã phối hợp để kiểm soát hết tất cả các hành khách và yêu cầu tất cả các hành khách xuống để khai báo y tế. Và ngoài ra nữa thì lần đầu tiên khi được tham gia thì ngoài cái công việc chính đó là khai báo y tế rồi đo thân nhiệt ra, thì chúng tôi cũng còn tự công tác hậu cần, ấy, tức là tự nấu nướng ăn uống ở tại chỗ luôn. Và đấy là lần đầu tiên. À, chắc hẳn là những ngày đầu tham gia vào công việc à, à, phòng chống dịch tại chốt kiểm soát km 237 thì à, cũng mang đến cho bạn rất là nhiều những kỷ niệm khó quên đúng không? Dạ vâng ạ. Về kỷ niệm thì đây cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời khi được ừ, tham gia công tác phòng chống dịch. Bởi vì rằng à, chúng ta hay có khẩu hiệu là ừ, chống dịch như chống giặc. Dạ, vâng ạ. Thì cũng rất là nhiều kỷ niệm, cả vui cả buồn ừ. cũng có nhưng mà kỷ niệm làm tôi nhớ nhất đó cũng chính là về cái nơi ăn trốn nghỉ và thật sự thì đây là lần đầu tiên của ban chỉ đạo tỉnh lào cai thành lập chốt thì lúc đó thì cơ sở vật chất cũng hết sức là khó khăn và thì cũng đã huy động được cái nhà bạc của bộ đội dựng được hai gian lán trại làm nơi ngủ nghỉ của tất cả các anh em lực lượng ở tại chốt thì thưa quý vị rằng là cái kỷ niệm mà làm tôi đến tận bây giờ có lẽ là cả cuộc đời cũng không thể bao giờ quên được đó là những ngày nắng thì rất là nóng quý vị ạ ngồi trong nhà bạt đó thì có thể là môi trường ở bên ngoài thì chỉ tầm cũng khoảng độ 36 37 độ nhưng mà khi mà quý vị ở trong cái nhà bạt đó thì chắc chắn là nhiệt độ cũng cũng sẽ phải tăng lên rất là nhiều vì nhà bạt đó làm hoàn toàn bằng ni lông đấy đấy là những ngày nắng còn những ngày mưa thì phải chia sẻ thật rằng là có những bữa cơm mà chúng tôi ăn cơm trưa ở tại chốt thì đang ăn cơm thì có thể là chỉ gặp trời mưa mà cái lá nó lại bị rột thì tất cả các anh em lại hộ nhau là khiêng cái bàn ăn đó để xê dịch hết khắp các góc để làm sao mà tránh mưa hoặc có thể là bê bát cơm chạy quanh nhà bạt đó cái cái nơi mà chúng tôi làm việc ấy và phải nói rằng là đây là một cái kỷ niệm cũng không không bao giờ quên được trong những ngày đầu chống dịch rất là nhiều những cái khó khăn vất vả trong cái điều kiện thời tiết khắc nghiệt như vậy thì Huế cũng như là những bạn đoàn viên thanh niên và tất cả mọi người đều nỗ lực cố gắng để mà có thể vượt qua được rất là nhiều những cái khó khăn như vậy. Và những đợt tham gia tình nguyện sau này tại chốt kiểm soát km 237 thì cái công việc có giống như đợt 1 không hay là có cái sự thay đổi? Vâng ạ, đấy là lần đầu tiên. Còn lần thứ hai thì phải chia sẻ thật với quý vị là bản thân tôi là không trực tiếp đăng ra đăng ký để tham gia tại cái nơi tuyến đầu tức là cái nơi mà Uh, khai báo y tế, nơi kiểm soát dịch và bản thân tôi cùng một số một số đồng chí khác đã đi đợt một rồi thì sẽ ở lại và um, đăng ký tham gia vào tổ hậu cần và ngày chúng tôi um, giúp cho ban chỉ đạo cũng như là tất cả các lực lượng khác đang thực hiện nhiệm vụ trực tiếp ở trên chốt đó là tham gia vào tổ hậu cần nhiệm vụ của chúng tôi là um, nấu nướng là một bữa trên một ngày và bởi vì là lúc đó thì cơ sở vật chất nấu nướng tại chỗ thì không không có cơ sở vật chất và ạ phải chia sẻ thật là như thế về những cái khó khăn của lần thứ hai và chúng tôi sẽ trực tiếp nấu ở tại trên này và đưa xe để xuống dưới nơi kiểm trị dịch ở dưới 237 à, còn đợt 3 của Huế tham gia thì sao thành đoàn kêu gọi về những cánh tay xung phong tham gia chống dịch nơi tuyến đầu thì bản thân tôi cũng không cần phải suy nghĩ gì nhiều và tôi cũng đã ngay lập tức thì đăng ký tham gia xung phong tham gia để thực hiện công tác phòng chống dịch ở tại chốt và lần thứ ba này thì cũng cũng khác với hai lần trước một chút đó là hướng dẫn người dân là khai báo y tế và khai báo y tế thì nhưng mà lần này thì là lại khó khăn hơn một chút bởi vì rằng là cái quãng thời gian mà chúng tôi thực hiện nhiệm vụ thì nói về thời tiết thì cũng cũng không khác gì những đợt trước bởi vì thời tiết rất là khắc nghiệt nhưng mà cái cái khó khăn trở ngại lớn nhất của chúng tôi ấy, khi mà tham gia tại chốt đó cũng chính là về cái thái độ cũng như là Sự cái hành vi đó. và hình hành vi ứng xử của các bác tài cũng như là các hành khách khi đi qua trong cả ba đợt tình nguyện tham gia phòng chống dịch tại chốt kiểm soát 237 ấy, thì đợt nào có thời gian lâu nhất và cái việc đi lại ăn ở sinh hoạt và làm nhiệm vụ tại chốt thì có gặp những cái khó khăn gì không Vâng ạ trong tất cả ba đợt mà bản thân tôi được trực tiếp tham gia thì có lẽ là đợt 3 sẽ là cái cái khoảng thời gian tham gia chống dịch là dài nhất bởi vì là bắt đầu tôi tham gia đợt 3 là từ ngày mùng 3 tháng 5 năm 2021 và đến ngày mùng 9 tháng 8 thì bắt đầu mới được thay đổi về con người về các đồng chí đoàn viên thanh niên khác của tỉnh lào cai tham gia tình nguyện ở tại chốt thì lúc đó là tôi mới được nghỉ và và cái trong khoảng thời gian mà đi làm nhiệm vụ thì có lẽ là cái khó khăn lớn nhất của chúng tôi đó chính là cái việc di chuyển còn một cái khó khăn nữa đó cũng chính là về việc khai thác thông tin và khai báo y tế tại chốt bởi vì là như quý vị cũng đã biết rằng là có một số người dân cũng như là một số tài xế thì cũng cũng không được trung thực trong việc khai báo y tế và người ta sẽ khai báo quanh co cũng như là không không đúng về nơi địa điểm người ta xuất phát cũng như là nơi đến thì đó cũng 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 là một trong những cái khó khăn khi mà chúng tôi thực hiện nhiệm vụ tại chốt ừ, ngoài những cái khó khăn về việc đi lại này khó khăn trong cái việc mà hướng dẫn người dân khai báo y tế thì ngoài những cái khó khăn đó thì huế có gặp phải những cái khó khăn như là điều kiện sinh hoạt cũng như là cái việc thực hiện nhiệm vụ tại chốt không một cái vấn đề khó khăn nữa đó là về nơi ăn ở sinh hoạt bởi vì là cũng không có cái phòng riêng để để ăn ở vâng ạ thì chúng tôi cũng cũng đã cố gắng tận dụng là kê giường của bên y tế và kê sát lại với nhau để tranh thủ nghỉ một một lát buổi trưa ngoài ra thì về cơ sở vật chất cái thời gian đầu chúng tôi làm thì cũng cũng không được đầy đủ cho lắm bởi vì là nói về cái cái thời tiết lúc đó thì rất là nóng và có những ngày thì thời tiết lên đến 38 39 độ là đang đang tính là nhiệt độ trong nhà còn như chúng tôi là làm việc ngoài trời thì chắc chắn là nhiệt độ sẽ còn cao hơn rất là nhiều có thể tăng lên thêm vài độ nữa nhưng mà lúc đó thì cơ sở vật chất thì chưa thực sự là đảm bảo và có những ngày cảm giác như là bị bị sốc nhiệt và thì cũng cố gắng động viên rằng là các đồng chí hãy cố lên Vì người ta làm được thì mình cũng sẽ làm được Huế vừa chia sẻ thì ở cái đợt 1 thì khi mà mình thực hiện nhiệm vụ có rất là nhiều những cái khó khăn Vậy tại sao mà với vô vàn những cái khó khăn như vậy Mà Huế vẫn tiếp tục đăng ký tình nguyện tham gia vào công tác phòng chống dịch tại chốt kiểm soát những đợt sau đó Và có lẽ rằng là nói về để trả lời được câu hỏi vì sao thì cũng rất là nhiều lý do nhưng mà cái cái lý do lớn nhất để tôi tiếp tục đăng ký tham gia lần 2 và lần 3 thì có lẽ rằng là mong muốn được cống hiến cái thanh xuân cũng như là cái nhiệt huyết của đoàn dành cho cái nhiệm vụ chung cũng giống như là chung tay với các lực lượng khác để tham gia đẩy lùi Covid-19 và cũng rất là mong sao là Lào Cai chúng ta sẽ được bình an. Có thể nói rằng là Như Huế thì cũng là một đoàn viên thanh niên có thâm niên trong cái việc mà tham gia công tác phòng chống dịch tại chốt rồi đúng không? Theo Huế thì khi mà các bạn đoàn viên thanh niên tham gia vào công tác phòng chống dịch tại chốt kiểm soát thì sẽ cần phải có những cái kỹ năng để mà xử lý cái tình huống xảy ra như thế nào? Thì nói về cái kỹ năng thì phải nói rằng lần 3 là lần tôi được chứng kiến rất là nhiều những cái thái độ cũng như là cái hành vi của những người khách khi mà người ta sẽ tham gia khai báo tại chốt có rất là nhiều hành khách người ta sẽ có tỏ những cái thái độ rất là khó chịu bởi vì là người ta vừa mất thời gian vào khai báo Đấy, khai báo xong rồi thì phải yêu cầu đi test covid Đấy, cũng cũng có thể là người ta cảm thấy rất là khó chịu khi mà phải thực hiện công tác là test nhanh tại chốt thì đến đến lúc đó thì đương nhiên rằng là khi mà hành khách người ta bực mình người ta nóng tính thì mình cũng không thể nào rằng là um, thêm dầu vào lửa hoặc là mình cũng không thể nào mà nói những cái câu mà cảm thấy khó nghe bản thân mình cũng như là các bạn đoàn viên khác nữa cũng cố gắng làm sao nói những cái câu từ nào đó mà cảm thấy cho người ta nhẹ lòng người ta hài lòng nhất bởi vì là cái này là điều bắt buộc khi tham gia tại chốt 237 cũng như là tất cả các hành khách khi đi qua chốt đều phải khai báo y tế trung thực và phải làm test Covid ở tại chốt. Ngoài ra thì cũng phải am hiểu một chút về những cái quy định bởi vì là có thể nói rằng là một ngày chúng tôi nhận được hai cái văn bản chỉ đạo của ban chỉ đạo tỉnh về cái cách thức làm việc cũng như là về những cái quy định mới nhất thì lại phải cập nhật những cái văn bản đó, đọc và hiểu xong sau đó thì sẽ giải thích cho Tất cả các hành khách khi đi qua và có thể là hành khách xuất phát từ Hà Nội lên Lào Cai thì qua những cái chốt kiểm dịch khác Ở tại Vĩnh Phúc, Phú Thọ hoặc Yên Bái thì người ta không yêu cầu là phải test cũng như là không yêu cầu là có giấy test người ta vẫn cho đi qua Nhưng mà riêng đối với tỉnh Lào Cai thì 100% các hành khách khi đi qua chốt là phải đều phải test Covid hết à, Vậy thì những ngày mà tham gia vào công tác phòng chống dịch tại chốt kiểm soát cả 3 đợt thì mang đến cho Huế những điều gì? Có lẽ là cái điều lớn nhất khi tham gia tại chốt mà tôi cảm nhận được đó cũng chính là cái niềm vinh dự, niềm tự hào khi mà bản thân mình cũng được góp một chút công sức của mình vào công cuộc phòng chống dịch Covid-19. Và ngoài ra nữa thì tôi cảm thấy rằng là đó cũng là một cái vinh dự nhưng mà bên cạnh đó là cái trách nhiệm. Và trách nhiệm của người đoàn viên thanh niên phải làm một cái gì đó cho thành phố cũng như là cho cộng đồng bên cạnh cái việc tham gia vào công tác phòng chống dịch tại chốt kiểm soát km 237 thì Huế có tham gia vào cái công tác phòng chống dịch tại địa phương hay không? Thì thật ra thì bản thân tôi cũng cảm thấy rất là may mắn sau cả ba đợt tham gia phòng chống dịch thì đều được cơ quan, được gia đình, được đồng nghiệp giúp đỡ thì những cái ngoài những cái thời gian mà tham gia tại chốt kiểm dịch ra thì khi mà trở về địa phương có những công việc quan trọng cũng như là việc tham gia những cái công tác phòng chống dịch tại địa phương khác thì bản thân tôi cũng đã cố gắng sắp xếp, xếp thời gian làm sao mình hoàn thành hết tất cả các nhiệm vụ về cái công tác phòng chống dịch ở địa phương ấy, thì tôi cũng tham gia tuyên truyền nhân dân này rồi hướng dẫn nhân dân cài bluezone hoặc là ncov tức là cái khẩu trang y tế trên điện thoại điện tử ấy. À, cũng như là phát tờ rơi rồi tuyên truyền nhân dân đặc biệt là các điểm chợ đấy cũng là những nơi mà có rất là nhiều nguy cơ tiềm ẩn những cái sự không an toàn và bởi vì là như quý vị cũng đã biết thì là ở chợ thì rất là nhiều người từ các địa phương khác người ta đến người ta tham gia cũng như là giao dịch ở tại chợ thì đó cũng là một trong những cái nơi mà có nguy cơ tiềm ẩn lớn nhất để xảy ra Covid-19. Tham gia sôi nổi rất là nhiều những hoạt động phong trào của đoàn thanh niên Đặc biệt là với công tác phòng chống dịch Thì bạn sẽ phải đi công tác dài ngày Vậy thì cái điều đó thì có ảnh hưởng gì đến cái cuộc sống sinh hoạt của gia đình bạn không? Và Huế đã làm như thế nào để mà sắp xếp công việc Vừa để chu toàn công việc gia đình lại vừa có thể tham gia vào công việc xã hội? Có lẽ rằng là được chia sẻ đôi chút về cái làm sao mà cố gắng hài hòa công việc của xã hội và công việc của gia đình thì uh, như bản thân tôi thì lần thứ ba là lần tham gia dài nhất với cái, những cái ngày tháng là hơn 3 tháng ở tại chốt thì có lẽ là ít nhiều thì cũng sẽ có những cái lúc mà uh, cảm thấy là mình bị bí thời gian và bởi vì rằng là um, như chia sẻ từ trước thì uh, uh, ông xã của mình thì hiện nay đang là công nhân của công ty apatit và đi làm theo ca Vâng, đi làm theo ca thì đương nhiên rằng là sẽ cố gắng bố trí những cái ca làm là để lệch nhau đi. Khi mà mẹ đi làm thì bố sẽ được ở nhà cùng với các con, hoặc là bố đi làm thì mẹ sẽ được ở nhà cùng với các con. Nhưng mà không phải là lúc nào mình cũng được hiểu theo ý mình là như thế. Có những lúc thì hai vợ chồng sẽ đi cùng ca với nhau. Thì đương nhiên là hai con nhỏ của mình ở nhà thì những cái thường ngày ấy thì mình cũng đã hướng dẫn cho các con về những cái kỹ năng cơ bản để sẽ tự lập và sẽ cố gắng là những cái công việc như là nấu ăn này hoặc là chăm sóc em đấy là những cái kỹ năng mà tôi nghĩ rất là cần thiết và tôi cũng đã cố gắng là trang bị cho các con rồi thì những cái lúc mà cả hai vợ chồng đi làm đều vắng nhà hết thì các con cũng đã tự chăm sóc lẫn nhau hoặc là lúc nào mà bí quá vì là thời gian tôi đi làm phải cả ban đêm nữa và anh xã cũng đi làm cả ban đêm nữa thì lại nhờ đến bà ngoại ngay bây giờ thì xin mời Huế và quý vị khán giả sẽ theo dõi đoạn video clip sau đây thực sự là công tác của thành phố và xã phường huy động đến gia đình mà trong khi đó trong đó là có vợ mình là nhân viên ở đó có một chút gì đó đóng góp xã hội về công tác phòng chống dịch vì cả nước đều chung tay chung sức đồng lòng để đẩy lùi bệnh dịch covid thì đối với bản thân tôi và gia đình chúng tôi thì luôn tạo điều kiện và giúp đỡ cho vợ để hoàn thành tốt cái công tác phòng chống dịch covid 19 này. Trong cái khoảng thời gian mà mẹ con đi làm dưới chốt covid 237 thì hai chị em con ở nhà trong cái trong cái khoảng thời gian đấy thì chị em con có nấu những cái món mà mẹ con hướng dẫn và nấu cho con xem những cái món mà đơn giản nhưng mà dễ làm thì lúc về nhà thì mẹ có thể nhìn thấy cái mâm cơm mà do con nấu và do con bê ra những cái món đơn giản ấy cũng khiến mẹ vui và mẹ cảm thấy rằng là hai chị em con đã chủ động trong cái việc nhà và đã lớn rồi ạ con cảm thấy khá là tự hào về công việc của mẹ con khi mẹ con đi làm rất là vất vả con thấy thương mẹ và tự hào về công việc của mẹ con đang làm mẹ ơi cố lên à, Huế thân mến theo dõi đoạn video clip vừa rồi thì bạn cảm thấy như thế nào thì thật sự thì cũng rất là xúc động thưa quý vị rất là xúc động bởi vì là khi mà thấy rằng là rất là đặc biệt bởi vì là lẽ ra thì những cái công việc này thì thường thường thì những cái bạn đoàn viên thanh niên mà chưa có gia đình hoặc là các bạn nam giới thì sẽ có lợi thế hơn rất là nhiều nhưng mà bản thân tôi lại là một người nữ mà đi tham gia chống dịch như vậy mà hậu phương thì có chồng và con rồi cả cơ quan đồng nghiệp nữa cũng hết sức là ủng hộ và tạo điều kiện như vậy thì cảm thấy mình rất là may mắn và cũng cũng rất là tự hào về những cái công việc mà mình đang làm và đó chính là cái động lực to lớn để à. ở trong thời gian tới Huế sẽ tiếp tục thực hiện những cái hoạt động có ý nghĩa hướng tới cộng đồng nữa đúng không? Dạ à, vâng một lần nữa thì cảm ơn Vi Thị Huế hôm nay đã nhận lời tham gia chương trình câu chuyện cuộc sống và có những chia sẻ những câu chuyện rất là ý nghĩa và bổ ích trong chương trình và xin chúc bạn sẽ luôn luôn mạnh khỏe gia đình hạnh phúc và sẽ thành công trong cuộc sống cũng như trong công việc vâng cảm ơn MC Thùy Linh cũng như là cảm ơn quý vị đang xem đài. Một lần nữa xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Thưa quý vị và các bạn, qua câu chuyện mà bạn Vi Thị Huế chia sẻ trong chương trình hôm nay, có thể thấy các bạn đoàn viên thanh niên đã thực sự sống đúng với khát vọng với chính mình là cống hiến và trưởng thành cùng thử thách. Mong rằng những hành động đẹp và ngọn lửa nhiệt huyết sẽ ngày càng được lan tỏa để tiếp thêm sức mạnh vượt qua đại dịch chương trình câu chuyện cuộc sống của đài phát thanh truyền hình lào cai xin tạm dừng tại đây cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại